Có cả, xuống chơi à? Em đây, em đây. Ui cao này á, sao bác lại nằm cao này? À, anh chống lũ lụt, đi đâu, xuống đây đấy. À ừ, đúng rồi, ở dưới này là bị lụt nhỉ. Nghe nói là bác làm chuồng dê, bên em vừa đi xem quay con ong về, tạt xuống đây làm chén nước. À thì tiện anh hỏi, nhưng mà chuồng dê như này thì theo chú là cao đúng không? Nói chung là ở trên chú thì nó thấp hơn, còn trên dưới anh là nước lụt, anh phải tính xa một chút xíu. Cao nó cũng tốt, cao mình vệ sinh bên dưới nó sạch sau, sẽ. Sau còn đấy mà, sau còn là cầu thang rồi đấy. Bác làm cao thì nó không được vững. Có vững không? Đây đang đóng gióng các thứ. Thế sao chú năm nay là mái kiểu gì? Anh đang tính hỏi mọi người một nhà chú là một mái hay là hai mái nhỉ? Một mái. Thế thì anh hai mái. Hai mái là hơi tốn kém đấy bác ạ, tính lại đi. Ừ thì thôi thì chấp nhận vậy. À sao vừa rồi mua dê lâu lâu rồi. Chú còn nhớ bao tiền một cân không nhỉ? Dê của em là dê bò lai. Dê bò lai. Hình như là hàng dê đắt tiền nhất ấy, nó cũng rơi vào tầm nó khoảng chả nhớ nữa, như 150-160 một cân bây giờ. À. Bây giờ thì hình như giá bao nhiêu lâu thì nó đẻ nhỉ? Bao nhiêu lâu thì nó sinh sản được nhỉ? Tầm 8 tháng. Tầm 8 tháng á? Tầm 8 tháng là con được phối được rồi, còn con mái thì chắc là phải tầm 1 năm. Thôi được anh hỏi thế thôi, nhưng mà như một chú dê như này là hai con, và như này thì anh tính là hai con thì được rộng, nhưng sau này là nếu hai mà xong con rồi thì sau nó sẽ có thêm sinh sản nữa. Nhưng mà cho này là rộng rồi, bằng chuộng của em rồi. Đấy. Từ trên cao nhìn xuống khá chi là ok đấy. Đóng cho nó chắc chắn vào. Mấy này gì nhỉ? Đóng bạch đàn này là bác phải đẽo vỏ đi, phòng khi bạch đàn nó bị thối vỏ, sau nó bị thở, nó bị dơ, sau lỏng mất. Răng nhất là thêm cọng ở dưới cho gậm này. Có đang đóng răng xong là còn một cái chân ở đây nữa này. Chống thêm cọng. Một chân ở đây nữa này. Một chân ở giữa này, một chân ở trong kia nữa này. Nói chung là nó phải chắc chắn này. Không may gió bão nhỉ. Thôi là nghỉ tay lên anh làm chén nước. Được. Nhà cũng có. Nhà cũng có. Thế là kêu. Không có hiện tượng gì xảy ra các bạn. Mình chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thật sự là đến bây giờ mới thấy là thấm mệt, và cũng gửi lời chào tới tất cả các bạn. Mình cũng mải làm quá. Quá khủng khiếp luôn. Quá chắc đúng không nhỉ? Quá chắc chắn luôn các bạn. Vừa đấy bác hàng xóm bác bảo mình bảo là vợ đuổi hay sao mà đóng cái nhà nữa ra đây. Nhưng mà công nhận là nó rộng rãi thật luôn các bạn. Đấy, cứ cái lọ là léo sang cái kia thì nói chung là mình cũng quay nhanh, thành ra là các bạn cũng nhìn chung chung được vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ chi tiết thêm một chút xíu nữa để cho các bạn có những ý kiến gì về cái chuồng dê này của mình. Vừa rồi thì Quế cũng xuống đây thì mình cũng hỏi thăm một chút về kinh nghiệm về nuôi dê, cho nên là cũng gọi là lắm bắt được một chút xíu xíu sơ qua về cái nuôi dê. Nhưng mà cái chuồng trại như này thì quá hợp lý rồi, theo như ý mình là quá hợp lý rồi đấy các bạn.
Đây là cái phần dưới này các bạn này. Đấy, phần dưới này thì mình đã có chân. Nói chung là ba chân ở giữa này thì thoải mái đi. Nếu như ở trên này thì có tầm 10 con dê cũng thoải mái. Đầu hồi này vậy. Đấy, răng léo cẩn thận lắm. Đây. Đấy, mình đây là mình rũ ở phía dưới này. Không nhúc nhích một chút xíu nào luôn. Bởi vì sao nó cứ răng réo, răng léo nhau hết rồi thì làm gì có độ xê dịch nữa đâu. Ấy xa. Ờ bây giờ để mình lên trên cái cho các bạn xem tổng thể ở phía trên nữa. Văn ơi. Văn. Văn ơi. Lên đây chơi Văn. Lên đây. Giờ chỉ có lên đây thì mày không lên theo được thôi. Mình quay tổng sơ bộ qua về trên này một chút xíu các bạn ạ. Về trên này ở cái phần trên này thì nó vẫn chưa có gì là chắc chắn lắm đâu. Như phần ở dưới đế này thì là mình du này. Ui. Ui. Không nhúc nhích luôn các bạn. Ấy. Đó, hay là thì nó chắc chắn như nào. Còn đây thì mình sẽ đóng thêm một vài cái lẹp nữa, cái lẹp chéo nữa. Bởi vì là có răng chéo thì nó sẽ khá yên tâm hơn. Nhưng mà mình vẫn đang lo lắng là nếu mà làm hai mái thì nó cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà mình sợ để sau mình kiểm tra cái lượng gỗ của mình xem nó có đủ không. Đấy, sau đó thì đây còn đây các bạn này. Còn một cái cầu thang nữa. Còn cái cầu thang đi xuống nữa. Đấy, phải cưa cái đoạn này đi này. Cưa cái đoạn này đi. Đóng thêm tiếp một cái trụ nữa xuống dưới. Sau đó là làm cầu thang. Nói chung là cứ túc tắc đấy, chắc cực kỳ luôn. Rồi bây giờ thì thời tiết cũng sắp sửa muốn mưa rồi các bạn. Hôm nay thì mình có dự định là lấy một chút ít mật ong, bởi vì là cũng đã rất lâu rồi mình chưa lấy mật ong, thì hoa nhãn hoa vải về mùa này cũng rất chi là nhiều. Mình cũng tranh thủ mình lấy đi để cho nó đi kiếm thêm một chút mật nữa về cho mình. Mỗi một lần đi vào lấy ong này các bạn này, là cái cảm giác nó như kiểu tim nó muốn đập tung ra khỏi lồng ngực. Không mà không lấy thì cũng không được cơ. Không lấy thì nó cũng nhiều mật lắm. Nó cũng lãng phí. Giờ nó không cắn nữa đâu, bóc lấy cái thanh này này, bóc lấy cả cái miếng này, cho vào thau cơ, cho vào ấy cơ. Nó không cắn nữa đâu. Có cần lấy hương không? Ừ. Để có bô này. Đây, mật đây các bạn này. Lấy cái thìa lách 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 lên, giờ nó không cắn nữa đâu. Mật vàng óng luôn. Đây, con này có ong đực, nhiều ong đực lắm. Linh đi ra đây không sợ ong đốt à? Cầm ở đây cho mẹ. Đây bóc này. Châm đi, cầm bật lửa trong túi mẹ. Đâu? Trong túi quần. Con chưa muốn ăn đốt đâu. Cứ kệ nó, một hai con ong không việc gì đâu. Nhớ ra cho nhanh. Đây. Vàng óng luôn. Thôi rồi, lấy cái phần ấy thôi. Cũng hết rồi, nói chung là rồi, bỏ đây. Đây, đem giả đây. Wow, nhiều thế. Này, lấy cái. Ui, nó cứ bố theo này. Ui, điểu, điểu, khéo con đã điểu rồi. Có khi mẹ mày đi vào trong kia thì không còn đà điểu đấy. Nó lại phi ra. Ở trong kia kìa. Ừ. Đây các bạn nhìn này. Bé. Nhiều chưa này, óng ánh luôn. Căn bản là nó vào mùa mật mà, cho nên nó nhiều kinh khủng luôn. Cạo kỹ kỹ vào, cạo nghiêng thế này này thì là nó bao nhiêu nó chảy xuống nhỉ. Đấy cứ cầm hơ. Đây cứ đi vào trong này sao rồi. Cho ong nó đốt tí cho nó khỏi đau lưng. Rơi hết mật rồi. Cào kỹ vào xem nào, thử cào kỹ vào xem nào. Cứ cào kỹ những cái lỗ đấy là cũng cào được mà. Bớt lại cái phần dưới thôi. Phần này là phần sắp cứng này, bên càng bên trong bao nhiêu thì càng sắp cứng bấy nhiêu các bạn. Càng cầu trong thì lại càng ít ong hơn, ít mặt hơn. Đó. Kiểu như mình không lấy nó.
không lấy nó già. Nhưng nếu mà có máy quay là nó quay hết được chỗ đấy ra đấy. Ồ, thế thôi. Thôi thế thôi. Từng giọt mật chảy. Wow. Đây là cách lấy này là rất nhiều các bạn cũng bảo với mình là cách lấy này là không đúng đâu. Thế nhưng mà thật sự là với các bạn ạ, mình không có điều kiện. Thực ra là mua một cái quay ong bây giờ mình thì có nhiều đâu, có được tí xíu thôi. Mà mua một cái quay bây giờ cũng khối tiền. Thế cho nên là mình cũng đành thôi, thì kiểu như là chỗ đấy không có đâu, chỗ đấy không có đâu, chỉ cào ở phần trên thôi. Ừ, cái phần đóng lỗ kia là con của nó. Thế cho nên là mình thôi đành làm ăn cái kiểu bốc đại làm đùa vậy. Bên nào nhìn để ý có thì lấy, không có thì thôi. Đấy. Quầy, thích thế. Như thế này có được gọi là nguyên chất không các bạn nhỉ? Chắc là nguyên chất chứ đúng không nhỉ? Hôm nay thì mình quay chi tiết cách lấy mật một chút xíu. Càng quay như này thì chắc hẳn là các bạn càng ghét mình nhiều thôi, bởi vì là lấy không đúng kỹ thuật. Ừ, hết rồi. Đấy, vẫn còn cái gì à? Đấy. Rồi, đừng cao hết xuống dưới thế. Lần lượt thế. Ôi giời ơi, cái này chết. Bị con nào đốt chưa? Chùi đầy ống quần lên. Cứ để cho nó đốt đi. Xoa cho nó đốt cái. Rồi. Hôm nay chắc phải được hơn cân đấy các bạn. Hơn một cân đấy. Ui sời. Thế này. Làm tí. Ui. Toàn mùi hoa nhãn, hoa vải thôi các bạn. Thơm phức luôn. Đây này, những cái sáp này các bạn, những cái sáp này này. Toàn mật ở trong thôi. Lần này chắc chắn là được cân rưỡi đấy các bạn. Được tầm đúng rồi, tầm cân rưỡi đấy. Đây, nhiều như này các bạn. Ở trong này còn nhiều ơi nữa là nhiều. Khéo úp. Mật ong đầu mùa này nó cũng rẻ lắm các bạn. Mình thì mình không có bán đâu, nhưng mà ăn một năm này là thoải mái. Đấy. Vừa thôi. Vừa thôi không rơi hết à? Úi giời. Đây, xem nào. Xem còn mình sáp này nè. Đây, mình sáp này các bạn này. Vừa đấy mình có 1-2 con ong ấy. Có 1-2 con ong là dính mật. Mình cho mấy con khuyên. Cho mấy con khuyên ăn. Các bạn có tin không? Một lúc sau líu toác mỏ à? Bởi vì là mật ong này nó lóng mà. Lần trước mình rút kinh nghiệm từ cái con khuyên của mình rồi. Cậu cứ im mỉm không thèm hót. Mình cho độc con ong vào phát thôi. Khoảng độ tầm nửa tiếng sau, cậu kêu trời kêu đất lên. Và hôm nay ra ngoài có bị ong đốt không? Hả? Rồi bây giờ thì mình lọc ong rồi thì triển khai cái nại là cái con chè này thôi các bạn ạ. Nại liên quan tới cái vụ việc con chè này này. Đây chính là một cái chiếc tổ cho tương lai của con chim chè này của mình. Được sự đóng góp ý kiến của một số các bạn cũng chia sẻ, mình thấy cũng có lý. Cho nên là mình cũng có thể là làm theo thôi. Và chiếc tổ thì mình cũng đã treo lên vào góc kia rồi các bạn ạ. Và đồ tươi thì cũng đã cung cấp cho con chim này. Tại sao lại có những cái câu chuyện như vậy? Đó chính là có một bạn đóng góp ý kiến rằng là khi mà thả chung hai con chè này, cái giống chim chè này ấy, là nó có một cái tập tính là con trống là nó thường hay bảo vệ lãnh thổ. Đấy. Thế cho nên là con trống mà khỏe hơn thì nó sẽ đánh con mái và không cho con mái ăn. Dẫu biết rằng là đó là một cái tập tính của nó thì mình cũng phải thuận theo cái kiểu như là chăm sóc riêng biệt. Bây giờ thì mình tách cái con trống ra và cho con mái này ăn phun đồ tươi. Ăn phun đồ tươi để có tác dụng của nó là nó kích cho con mái này nó dễ sinh sản hơn. Sau khi mà con mái mà có cái hiện tượng cảm giác thôi thì mình lúc đó thì mình sẽ cho con trống vào và cho nó cùng với lại con trống nó ăn khỏe hơn. Thì đó là một cái ý kiến là mình thấy nó cũng có lý, thì mình cũng có thể là mình thực hiện theo cái điều đó. Còn thì ghép sinh sản này, nói thật với các bạn này, chim thì chim một vụ, nói chung là cũng hên xui thôi. Đó là những cái đóng góp, những ý kiến là mình cảm thấy nó tích cực và có ý nghĩa thì mình làm theo. Bây giờ thì chỉ còn công tác là cho thêm một chút rác vào đây nữa và chờ đợi thôi các bạn ạ. May quá vừa xong thì thời tiết cũng vừa mưa, lấy mật ong xong này các bạn này. Đấy, mình nhìn trước cái thời tiết là sẽ bị mưa mà, cho nên là mình cũng làm những cái việc cần vội để mình làm trước. Rồi bây giờ thì mình cũng xin phép là mình kết thúc video. Một lần nữa thì Long Đen luôn chúc các bạn là vui vẻ và thành công trong cuộc sống nhé.